Đây nha mọi người, là có một cô bán rất là nhiều loại sâu. Sâu này là để cho mấy con sinh vật cảnh ăn thôi nha các bạn. Cho chim, cho cá, cho gì ăn á. Chứ không phải sâu chợ sâu bọ giống như là chợ ngoài Bắc là để mua về mình ăn đâu. Đó, đây nha mọi người. Sâu này gọi là sâu gì á cô hả? Sâu gì ạ? À, sâu Thái hả cô? À, sâu, còn sâu này à? Dạ. Còn cái loại này lại bự hơn rồi cô? Dạ. Dạ, dạ, sâu Trung Quốc. Sâu này sâu Thái. Dạ. Còn này là sâu gì cũng vậy luôn hả cô? À, sâu gạo hả cô? Thì các chị em mà thấy những cái cảnh này chắc là nổi da gà. Nhưng mà mình đi quay riết là mình quen rồi các bạn. Với lại các cô chú anh chị đây bán hàng cũng quen, người ta bốc rất là bình thường luôn. Dạ, mình đóng qua mình bán là một lon rồi cô, tính lon rồi cô. À dạ dạ, nhưng mà nhiều người ta sợ á. Dạ. Một lon như vậy bao nhiêu tiền cô hả? 35.000 lon. Bất cứ loại nào cũng vậy hả cô? À cái này là 15. 30.000 là loại đó, còn loại này là 35 hả cô? Dạ, sâu này sâu gạo nha mọi người. Đó, còn sâu này là sâu Thái. Còn sâu này là sâu Trung Quốc. Đó, dùng cho các loại chim. Tùy số cái con to nhỏ thôi. Còn ở đây có mấy con kỳ nhông tắc kè gì nè. Rồi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trở Về TV. Hôm nay thì mình làm một chuỗi các ngôi chợ tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà những ngôi chợ này không phải là những ngôi chợ truyền thống hay những ngôi chợ đơn thuần là những ngôi chợ thông thường. Hôm nay mình đang có mặt tại Thuận Kiều Plaza. Đây chính là cái tòa tháp, ba tòa tháp nối tiếp nhau á, nhưng mà mình đứng thẳng với tòa tháp này nên không thể nhìn thấy hai cái tòa tháp tiếp theo. Đó, đằng xa xa kia đó chính là con đường dẫn vào trong chợ Tân Thành, một trong những ngôi chợ buôn bán phụ tùng xe gắn máy, xe ô tô rất là nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh mà mình đã từng quay hai cái video về chợ Tân Thành cho các bạn xem. Thì hôm nay mình đứng đây để giới thiệu mọi người một số cái ngôi chợ đặc biệt, gọi là rất là đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, buôn bán với những sản phẩm cũng rất là đặc biệt. Hôm nay mình bắt đầu từ cái ngôi chợ ở đây. Đây là ngôi chợ khu vực xung quanh cái con đường Thuận Kiều này. Và xung quanh cái Thuận Kiều Plaza này đó chính là ngôi chợ sâu bọ nha các bạn nha. Đây mọi người thấy từ xa đây. Đó, sâu bọ, chim, chóc, sâu bọ rất là nhiều thứ. Tại sao gọi là khu vực này là khu vực chợ sâu bọ? Thì mình quay một số những hình ảnh đây cho các bạn xem ở đây nữa nè. Đó, đây đa phần là các tiểu thương, các cô chú anh chị ở đây bán những cái con sâu để cho dành cho chim ăn đó các bạn. Đó, sâu bọ không phải là như tính chất của những cái ngôi chợ sâu bọ ngoài Bắc, có nghĩa là mình mua cái loài sâu về mình làm, mình ăn, mình rang lên, mình xào lên mình ăn, không có. Đây ngôi chợ sâu bọ tại thành phố Hồ Chí Minh này là buôn bán những con sâu hoặc là để cho chim ăn, rồi cho những cái con vật thú cưng ăn. Đây nè, đó có chị nè, có cô này, cô bán những con sâu này nè, rồi con sâu, con chuồn, con giun này nọ. Đó, ở đây rất là nhiều các cô tiểu thương, các chị tiểu thương bán những cái mặt hàng này nha các bạn nhé. Đó, ở đây góc này 1 2 3 4 5 6, đây góc bên kia, góc bên đây, góc bên đây, nói chung là xung quanh cái khu vực này nè, xung quanh cái khu vực dưới chân của cái Thuận Kiều Plaza này. Đó, bây giờ thì nắng lên rồi thì các cô đi về cũng rất là nhiều rồi. Nhưng nếu các bạn muốn thấy sự đông đúc và nhộn nhịp ở đây thì khoảng 5 giờ chiều, 4 rưỡi 5 giờ chiều ở đây cực kỳ đông luôn. Đó, thì ở Sài Gòn này mọi người dân ta chơi chim cũng nhiều lắm. Đây là một trong những địa chỉ quen thuộc của những người ta chơi chim, chơi sinh vật cảnh đó mọi người. Đây là một trong những hạnh đầu tiên mình muốn giới thiệu, là cũng là ngôi chợ đặc biệt đầu tiên mình muốn giới thiệu tới mọi người, tới cô chú anh chị của các bạn nha. Đây nha mọi người, là có một cô bán rất là nhiều loại sâu. Sâu này là để cho mấy con sinh vật cảnh ăn thôi nha các bạn. Cho chim, cho cá, cho gì ăn á. Chứ không phải sâu chợ sâu bọ giống như là chợ ngoài Bắc là để mua về mình ăn đâu. Đó, đây nha mọi người. Sâu này gọi là sâu gì á cô hả? Sâu gì ạ? À, sâu Thái hả cô? À, sâu, còn sâu này à? Dạ. Còn cái loại này lại bự hơn rồi cô? Dạ. Dạ, dạ, sâu Trung Quốc. Sâu này sâu Thái. Dạ. Còn này là sâu gì cũng vậy luôn hả cô? À, sâu gạo hả cô? Đó.
Thì các chị em mà thấy những cái cảnh này chắc là nổi da gà, nhưng mà mình đi quay riết là mình quen rồi các bạn. Với lại các cô chú anh chị ở đây bán hàng cũng quen, người ta bốc rất là bình thường luôn. Giờ mình đóng qua mình bán là một lon rồi cô, tính lon rồi cô. À dạ dạ, nhưng mà nhiều người ta sợ á. Dạ. Một lon như vậy bao nhiêu tiền cô hả? 35.000 lon. Bất cứ loại nào cũng vậy hả cô? À cái này là 15. 30.000 là loại đó, còn loại này là 35 hả cô? Dạ, sâu này sâu gạo nha mọi người. Đó, còn sâu này là sâu Thái. Còn sâu này là sâu Trung Quốc. Đó, dùng cho các loại chim, tùy số cái con to nhỏ thôi. Còn ở đây có mấy con kỳ nhông tắc kè gì nè. Đó, ở đây còn có dạ cào cào châu chấu với dế. Dế. Đây bán luôn cả ấy luôn nha các bạn, bán luôn cả chuối, chuối dành cho chim. Đây thùng này thùng dế nha mọi người. Đó, những con dế này để cho chim ăn nè. Đa phần ở đây con thấy đa phần đây là để bán dành cho chim ăn nhiều cô ha. Dạ. Con gì nữa con thỏ hả? À dạ rồi rồi, con nhím, nhím, nhím. Đó, mấy con mà người ta nuôi làm vật cưng, thú cưng á. Đó, các anh chị em nào mà thả cái này vô tay vô đây cái đó ngất xỉu luôn, nhiều. Nhiều chị mà thấy cái cảnh này chắc nổi hết da gà. Rồi con cảm ơn cô nhé. Dạ. Đây là dế nha các bạn. Kìa nhông tắc kè gì cũng có nha. Rồi con cảm ơn cô ạ. Rồi ở đây còn một số các cửa hàng cũng tương tự như vậy nha các bạn. Đó, xung quanh đây thì rất là nhiều các cô chú anh chị bán những cái hàng gọi là sâu. Sâu nhưng không có sâu bọ, nhưng không phải là để cho người ăn. Giống như ở ngoài Bắc có những cái chợ sâu bọ mọi người. Đó, người ta mua về, người ta xào, người ta rang, người ta nấu, người ta ăn. Nhưng thực sự là ở đây buôn bán dành để cho chim ăn thôi nha mọi người nhé. Mình quay lại, mình quay cho các bạn xem một số như là tại chợ sâu bọ thành phố Hồ Chí Minh này nha. Nằm tại dưới chân đường, dưới chân Thuận Kiều Plaza. À, đường này người ta gọi là đường Thuận Kiều luôn các bạn. À, xung quanh đây thì rất là nhiều các sạp nho nhỏ, các cửa hàng tiệm nho nhỏ ở đây nữa nè. Đó. Rồi bên đây cũng rất là nhiều các cửa hàng như vậy. Buổi chiều đông lắm các bạn. Giờ mình quay buổi trưa thì nó bớt bớt thôi chứ buổi chiều cực kỳ đông luôn. Đây nữa nha các bạn. Dọc theo những cái con đường này nè, cực kỳ nhiều luôn. Đó, những cái cửa hàng bán chim này đa phần là bán sâu bọ hết. Rồi ok, bây giờ mình mời các bạn đi tham quan một ngôi chợ cũng khá đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh nữa, đó là chợ Phước Bắc. Rồi ngôi chợ tiếp theo mà mình muốn giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn đó chính là chợ Phước Bắc. Thì ở Sài Gòn, ngôi chợ Phước Bắc rất là nổi tiếng với những cái cửa hàng ở đây. Chợ Thuốc Bắc thì nằm trên đường Hải Thượng Lãn Ông, đa phần là nằm trên đường Hải Thượng Lãn Ông và một số con đường xung quanh đây giống như đường Trần Điện, rồi số con đường nó nằm ở xung quanh nó xin với đường Hải Thượng Lãn Ông các bạn ạ. Đây các bạn có thể quan sát ở đây rất là nhiều các cửa hàng Thuốc Bắc được tra truyền con nối nha mọi người nhé. Ở đây đa phần là tra truyền con nối được nối tiếp nhau ở hai bên đường của Hải Thượng Lãn Ông này, ở bên đây nữa. Thì khu vực quận 5 này, xưa nay chúng ta rất là nổi tiếng với tên gọi là chợ lớn. Thì hồi xưa mình có làm cái một cái video về chợ chợ lớn, nhưng mà mình nói nhầm các bạn, chợ lớn là bao gồm rất là nhiều các ngôi chợ nhỏ đây thành chợ lớn nha mọi người nhé. Bao gồm là Soái Kình Lâm, rồi chợ Kim Viên. Rồi các bạn thấy ở đây hai bên đường rất là nhiều các cửa hàng Phước Bắc ở đây các toàn ạ. Đó, thì khu vực chợ lớn này, khu vực đường Hải Thượng Lãn Ông này đa phần là người Việt gốc Hoa nha các bạn. Đó, đa phần là người Việt gốc Hoa nên cái tính chất về những cái ngôi chợ truyền thống ở đây nó có hơi hướng của cái cách làm ăn của người Hoa. Đó, xung quanh đây rất là nhiều các cửa hàng Phước Bắc nha các bạn, rất là nhiều luôn. Đây là bồng binh Phan Đình Phùng, nó kết nối rất là nhiều ngôi chợ, chợ Trịnh Hoài Đức, chợ Phước Bắc Hải Thượng Lãn Ông, rồi chợ Kim Biên. Rồi ngoài cái con đường Hải Thượng Lãn Ông thì cái chỗ mình đang đi đây đó chính là con đường Lương Nhữ Học.
cũng rất là nhiều các tiệm thuốc bắc nha các bạn. Đây, như bên đường đây các bạn thấy này, rất là nhiều luôn, có đa phần là những tiểu thương ở đây là kinh doanh về thuốc bắc. Đấy, các bạn thấy hai bên đường đa phần là người dân, các tiểu thương là kinh doanh thuốc bắc hết nha các bạn. Rất là nhiều các loại thuốc. Thuốc bắc là đa là chủ yếu là người Hoa. Ban đầu cái gốc của cái thuốc bắc thì là mình nói từ thuốc bắc lại từ phương bắc đó các bạn ạ. Đi ngang những con đường như thế này thì chúng ta thấy sực cái mùi, nực cái mùi thuốc bắc xông lên mũi của tụi mình. Đó, mọi người thấy ở đây có những cái bao như thế này là để đựng thuốc bắc nha các bạn. Bên kia đường nữa. Mình lại quanh ra con đường Hải Thượng Lãn Ông lại, và mình muốn giới thiệu ngôi chợ tiếp theo, đó là chợ vật liệu xây dựng Trịnh Hoài Đức nha mọi người. Và chúng ta đi vòng xoay Phan Đình Phùng này, đó ôm cái vòng xoay Phan Đình Phùng này, và nó nằm phía sau Bưu điện Quận 5. Đây là Bưu điện Quận 5 nha các bạn nha, đó là chợ Trịnh Hoài Đức nằm phía sau Bưu điện. Đây là chính là con đường đi xuống cái chợ vật liệu xây dựng Trịnh Hoài Đức nha các bạn nhé. Đường này đã có rất là nhiều doanh nhân đã thành đạt và xuất phát điểm của họ là ở chợ vật liệu xây dựng Trịnh Hoài Đức này. Đó, tiêu biểu trong những năm gần đây có một người cực kỳ nổi tiếng trên TikTok rồi là và các phương tiện truyền thông, đó chính là Tần Nguyễn. Anh Tần Nguyễn cũng xuất phát từ đây nha mọi người. Đó, đây là quang cảnh của chợ vật liệu xây dựng Trịnh Hoài Đức. Đa phần là ở đây người ta bán gỗ các bạn. Đó, hồi xưa thì anh Tần Nguyễn cũng kinh doanh ở một trong cái cửa hàng đâu đây này. Rồi anh bị phát sản thế này thế kia, sau trở thành một trong những cái người thuyết trình nói về cái TikToker, gọi là TikToker rất là nổi tiếng Tần Nguyễn nha mọi người nha. Đó, đây cũng là nơi xuất phát điểm của TikToker rất là nổi tiếng Tần Nguyễn. Và đây chính là chợ vật liệu xây dựng Trịnh Hoài Đức. Cái nằm sau đây là Bưu điện Quận 5 nè mọi người. Đó thì chợ Trịnh Hoài Đức nằm sau Bưu điện Quận 5 nhé. À, đây chúng ta lại đi trên con đường mặt cũ. Rồi bây giờ mình mời mọi người đi tham quan một ngôi chợ cũng rất là nổi tiếng nữa nha các bạn ha. Cực kỳ nổi tiếng luôn. Tại Quận 5 này, khu vực chợ lớn. Đó chính là chợ hóa chất Kim Biên. Thì thực sự là nếu mà quay chợ Kim Biên riêng một cái video thì thực sự nó không truyền đạt hết được, với lại không có gì để nói nhiều mọi người. Đó, nhưng mà để quay chung với những cái ngôi chợ truyền thống như thế này, những ngôi chợ đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh như thế này thì nó lại hay hơn. Đây là mình đang đi trên con đường Trịnh Hoài Đức, nơi buôn bán rất nhiều các mặt hàng về công nghiệp, về gia dụng và đặc biệt là về vật liệu xây dựng nha mọi người. Đây trước mắt chúng ta đó chính là cái vòng xoay Phùng Hưng. Đó, nơi cực kỳ nổi tiếng với bộ phim Bụi đời chợ lớn quay ở đây nha các bạn, nhưng quay vào ban đêm. Đó, đây là những hình ảnh về khu chợ hóa chất Phùng Hưng nha mọi người. Gọi nôm na gọi là khu chợ hóa chất Kim Biên đó các bạn ạ. Đó, hai bên đường rất là nhiều những cái con ngách nhỏ cũng bán cực kỳ nhiều các sản phẩm. Ở đây thì các bạn có thể mua bất cứ loại hóa chất gì. Độc hại thì mình không dám nói là độc hại hay như thế nào, nhưng thực sự là tới đây mua các bạn có thể mua được bất cứ loại hóa chất nào. Giống như mọi người có thể làm nước rửa chén rồi làm bột giặt làm gì này nọ đó, ở đây người ta có công thức chỉ dẫn cho mọi người và buôn bán luôn cả các hóa chất luôn nha mọi người. Đó, đây là con đường nối thẳng ra chợ Kim Biên này. Chợ Kim Biên xưa nay là nổi tiếng là khu vực bán hóa chất và còn một số các loại sản phẩm khác nữa nha các bạn. À, đây là chợ Kim Biên nha mọi người nha. Thì ngoài ra chợ Kim Biên còn bán cũng rất là nhiều các sản phẩm khác như điện gia dụng, điện công nghiệp vân vân và mấy mấy, nhưng người ta luôn gán cho chợ Kim Biên với cái tên là chợ hóa chất nhé.
Điện Biên thì nổi tiếng về món đây này. Còn đây là con đường Hải Thượng Lãn Ông. Nhưng cái khu vực này mình đã quay rất là nhiều cái video về những cái khu ngày những ngôi chợ ngày Tết, ngày Noel đó mọi người. Và đây là một trong những cái con đường mà tới ngày rằm tháng giêng ấy, gọi là Tết Nguyên Tiêu của người Hoa, đây diễu hành rất là nhiều nha, đông vui và nhộn nhịp cực kỳ luôn. Đây là con đường Hải Thượng Lãn Ông, buôn bán nhiều về cái đồ trang trí gia đình, trang trí cho những ngày dịp đặc biệt, ngày Tết này nọ. Và ngoài ra còn đây bán văn phòng phẩm rất là lớn. Đây là khu vực bán chợ bán văn phòng phẩm cực kỳ lớn luôn nha các bạn nha. Thì phần bên kia của cái bồng binh Phùng Hưng á, thì người ta bán thuốc bắc. Còn bên đây thì đa phần là bán về trang trí, dụng cụ trang trí và văn phòng phẩm. Rồi bây giờ mình mời mọi người đi tham quan một ngôi chợ nữa, đó là chợ sách Hà Tôn Quyền nha các bạn. Rồi ngôi chợ cuối cùng mà mình muốn giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn trong video ngày hôm nay, đó chính là chợ thép Hà Tôn Quyền. Đây là một ngôi chợ cũng rất là đặc biệt các bạn ạ. Đây, chuyên kinh doanh về các sản phẩm về thép và những cái hình ảnh và những cái mô hình được dập từ thép nha các bạn. Bù lon con tán, những cái thanh thép, những cái tấm thép được đặt hàng thì ở đây đều có hết, đều có những cái máy dập, máy cắt, rất là nhiều các loại sản phẩm về sắt thép ở đây. Thì chợ thép Hà Tôn Quyền, chợ sắt thép Hà Tôn Quyền thì nó nằm trên con đường Hà Tôn Quyền luôn nha các bạn. Đó, rất là nhiều các sản phẩm về sắt thép, đo ni đóng giày đầy đủ hết. Mọi người ai mà muốn mua những cái sản phẩm về sắt thép thì cứ lên trên đường Hà Tôn Quyền. Đường Hà Tôn Quyền thì cách ngang với đường Hùng Vương, nằm sau lưng Thuận Kiều Plaza nha các bạn nha. Đó, rất là nhiều các sản phẩm về sắt thép ở đây. Đây cũng là một trong những ngôi chợ khá đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh. Không giống như những ngôi chợ truyền thống không buôn bán gì khác ngoài một mặt hàng duy nhất, đó chính là sắt thép. Thì ở bên trong sắt thép thì còn rất là nhiều các sản phẩm khác về sắt thép, giống như là thép tấm, thép cuộn, thép chữ U, chữ V gì, rất là nhiều các sản phẩm khác. Nói chung là chỉ có về sắt thép thôi nha mọi người nhé. Bên đây nữa, đây con đường này thì nối với đường Tinh Thành các bạn. Đường Tinh Thành thì nổi tiếng với ngôi chợ Tinh Thành. Đây nữa nha mọi người nha. Rất là nhiều các sản phẩm về sắt thép, là những cái cục thép siêu to khổng lồ như thế này luôn. Đó, bởi các bạn muốn mua hàng nào, mặt hàng như thế nào, rồi kích cỡ như thế nào, rồi sản phẩm đó cấu hình nó như thế nào, hình dạng như thế nào, lên đây đều có hết nha các bạn. Người ta ở đây, ở khu vực chợ lớn quận 5 này, đường chợ thép Hà Tôn Quyền, người bán rất là nhiều các sản phẩm và sắt thép đầy đủ hết. Đây là một ngôi chợ rất đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh. Nó được nối dài và nó giống như cái ô bàn cờ các bạn. Trong cái cửa hàng thép tấm, theo mình thấy thép này chỉ là thép tấm thôi. Rồi ok, vừa rồi thì mình vừa giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh về những ngôi chợ rất đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm có chợ sâu bò này, rồi chợ thuốc bắc này, chợ hóa chất này và chợ sắt thép Hà Tôn Quyền. Nếu thấy video các bạn nào có nhu cầu về những loại sản phẩm nào thì nhớ liên hệ những cái ngôi chợ mình vừa giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn nhé. Đôi khi mà chúng ta có cần mua được mua về thuốc bắc thì lên đường Hải Thượng Lãn Ông, nghe chợ thuốc bắc, mua về những cái sản phẩm về thép tấm, thép lá, thép dập gì này nọ đó thì lên đường Hà Tôn Quyền nha các bạn nhé. Đó, và còn thành phố Hồ Chí Minh cũng còn rất là nhiều ngôi chợ đặc biệt khác mình sẽ giới thiệu tới cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nhé. Nếu thấy video hay, các bạn vui lòng cho kênh Chợ Việt TV xin một nút subscribe, một nút like, một nút chia sẻ video nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo trên kênh Chợ Việt TV nhé.